Và kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Banisar lên án đạo trưởng Khamenei. Theo tin The Sun, cựu Tổng thống lưu vong Abu Hassan Banisar đã lên án siêu lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei làm suy yếu quyền lực quả của các tổng thống Iran để tập trung quyền hành vào tay ông ta. Ông Banisar đã mạnh mẽ chỉ trích giới đạo sĩ Hồi giáo chưa từng có kể từ ngày bị lật đổ và sống lưu vong kể từ năm 1981. Trả lời một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Reuters ngày hôm qua, ông Banisar nói rằng trong 8 ứng cử viên tổng thống Iran hiện giờ đều là người được ông Khamenei chọn lựa. Ai đắc cử cũng sẽ trở thành người thi hành mệnh lệnh của ông Khamenei. Những chính sách căn bản làm thế giới quan tâm như làm giàu uranium, giúp đỡ chế độ độc tài Anh Assad ở Syria đều do ông Khamenei quyết định. Tổng thống sắp ra đi Mahmoud Ahmadinejad trong nhiệm kỳ thứ hai đã trở thành trong nhiều người tranh chấp với đạo trưởng Khamenei. Ông Banisar đã bày tỏ bi quan với các ứng cử viên tổng thống Iran, nói rằng các tổng thống Iran sẽ không làm được gì khi phải tuân hành một nhà siêu lãnh đạo là nguồn gốc của mọi vấn đề trong nước. Ông Banisar là một trong những nhà lãnh đạo của phong trào chống quốc vương Shah trong thập niên 1970. Tây phương đang lo ngại Iran âm mưu chế bom nguyên tử, nhưng nước này luôn luôn nói rằng chương trình làm giàu uranium của họ chỉ có mục đích thành lập các nhà máy điện. Ông Banisar là người đã cùng ông Ayatollah Ruhollah Khomeini trở về Iran năm 1979, được bầu làm tổng thống năm 1980, nhưng chỉ một năm sau bị quốc hội huyền chức. Nói rằng việc Tây phương cấm vận, đe dọa và chiến tranh sẽ giúp ông Khamenei tập trung thêm quyền lực. Khi ông đạo trưởng Khomeini trở về Iran nắm quyền lực tối cao, thì ông Khomeini đã muốn thành lập vòng đai Shiite gồm Iran, Iraq, Syria và Lebanon. Vòng đai này được thành lập, người lãnh đạo Hồi giáo Shiite Iran sẽ nắm trong tay nguồn dầu lửa lớn nhất thế giới, có thể trở thành người lãnh đạo thế giới Hồi giáo. Tham vọng này của ông Khomeini và Khamenei đã đưa tới chiến tranh Iran-Iraq trong 8 năm. Iran giúp cho Hezbollah ở Lebanon và ông Bashar al-Assad ở Syria.